Việt Nam sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 đường uống, F0 khỏi bệnh không cần tiêm ngay. Tối 29 tháng 12, Bộ Y tế vừa công bố 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 13.873 ca tại 60 tỉnh thành, thấp nhất trong một tuần qua, 245 ca tử vong. Hôm nay 29 tháng 12, cả nước ghi nhận 13.889 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước, tại 60 tỉnh thành. Hà Nội vẫn là thành phố dẫn đầu cả nước với số ca mắc là 1.766, là ngày thứ 9 dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm ghi nhận trong ngày. Theo Bộ Y tế, đến nay đã có 39 tỉnh thành phố triển khai tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, trong đó có tỉnh thành phố phía Nam tiêm nhiều nhất với 1,2 triệu liều. Tiếp theo là miền Bắc với hơn 720.000 liều, các tỉnh miền Trung hơn 45.000 liều và khu vực Tây Nguyên gần 800 liều. Tính đến 13:30 ngày 29 tháng 12, cả nước đã tiêm 148,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là 99% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 88,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. Vaccine COVID-19 đường uống đầu tiên được thử nghiệm tại Việt Nam. Chiều 29 tháng 12, lễ ký kết hợp tác đưa vaccine Oravac về Đông Nam Á được diễn ra trực tuyến, có sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng Israel và Việt Nam. Theo đó, Oravac là vaccine COVID-19 dạng uống đầu tiên trên thế giới, giúp chống lại protein S của SARS-CoV-2 với hai kháng nguyên bổ sung. Theo nhà sản xuất, vaccine Oravac có thể bảo vệ người dùng trước cả các đột biến mới nổi. F0 khỏi bệnh không cần phải tiêm vaccine ngay. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TP.HCM, việc vừa F0 khỏi bệnh nhưng trước đó đã được tiêm đủ liều cơ bản vaccine mà tiêm ngay mũi nhắc lại thì khá là ngược so với những người lành phải đợi tối thiểu 3 tháng. Do đó, việc tiêm ngay vaccine sau khi khỏi bệnh chỉ nên áp dụng với người chưa tiêm hoặc mới tiêm được một mũi vaccine COVID-19. Bác sĩ Khanh cũng cho biết khoảng thời gian 3 tháng, khả năng để kháng với virus từ liều cơ bản mới có thể ổn định. Sau thời gian này, việc tiêm nhắc lại sẽ đem đến hiệu quả tốt nhất. Ninh Bình ghi nhận 18 ổ dịch. Ngày 28 tháng 12, ngành y tế tỉnh Ninh Bình cho biết địa bàn vừa ghi nhận thêm ổ dịch mới tại xã Ninh Mỹ với 7 ca bệnh, là học sinh của một lớp 4 trường tiểu học Ninh Mỹ. Sau khi khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho gần 1.000 học sinh, cán bộ giáo viên, ngành y tế phát hiện 3 học sinh ở lớp 1 và lớp 3 dương tính với SARS-CoV-2 và trên 30 trường hợp F1. Ổ dịch này hiện chưa xác định được nguồn lây. Như vậy, đến nay Ninh Bình có tổng cộng 18 ổ dịch COVID-19 hoạt động tại 7 trên 8 huyện thành phố. Nhiễm Omicron có nguy cơ nhập viện thấp. Ngày 29 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ca nhiễm COVID-19 tăng 11% trên toàn cầu vào tuần trước, do đó nguy cơ từ biến thể Omicron vẫn còn rất cao. Tuy nhiên, WHO cho rằng nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn Delta. Cụ thể, Nam Phi là quốc gia đầu tiên báo cáo về biến thể Omicron vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, tỷ lệ ca bệnh ghi nhận ở Nam Phi đã giảm 29%. Mặc dù là số ca tăng ở các quốc gia, nhưng số lượng nhập viện lại không cao do hầu như mọi người đều mắc triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng, nên có thể theo dõi và điều trị tại nhà. Theo WHO, muốn biết nguy hiểm của Omicron lên người đã mắc COVID-19 hay đã tiêm vaccine ra sao thì cần thêm nhiều dữ liệu lâm sàng, cho nên rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể Omicron vẫn còn rất cao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.